Tối 26 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận, ông NVZ, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Kim Liên, qua đời vào sáng cùng ngày và được gia đình nhà trường đưa về quê làm thủ tục mai táng. Sáng 26 tháng 5, trường trung học phổ thông Kim Liên tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và gặp mặt 45 năm thành lập trường 1979-2024. Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, cùng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường. Tại buổi lễ, sau lời giới thiệu của ban tổ chức, ông NVZ được mời lên phát biểu chia sẻ cảm tưởng. Ông Dê phát biểu được khoảng 5 phút bất ngờ đổ gục xuống. Dù được mọi người nhanh chóng đưa tới bệnh viện ở thành phố Vinh cấp cứu, nhưng ông Dê không qua khỏi. Bác sĩ chuẩn đoán nghi bị đột quỵ. Buổi lễ kỷ niệm sau đó phải tạm dừng. Nhiều thế hệ học trò của trường Trung học phổ thông Kim Liên chia sẻ niềm tiếc thương và sự mất mát sâu sắc. Đối với thầy hiệu trưởng, người đã dành nhiều năm không ngừng cống hiến và gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập. Ngày 26 tháng 5, lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Trung úy NTT cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông Hà Nội. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, khoảng 22 giờ đêm ngày 24 tháng 5, Trung úy NTT điều khiển cano đi tuần tra trên sông Hồng, đoạn chèn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rồi mất liên lạc. Khoảng một tiếng sau, đồng đội phát hiện chiếc cano trôi tự do, trên đó có điện thoại và một đôi dép. Gia đình và đơn vị đã tiến hành tìm kiếm, đồng thời đăng tin trên mạng xã hội để người dân có thể hỗ trợ. Đến khoảng 15 giờ 50 phút chiều ngày 26 tháng 5, phát hiện thi thể trung úy NTT ở giữa sông Hồng, cách thượng lưu cầu Thăng Long khoảng 300 m Sau đó, thi thể được chuyển về khu vực làng trài ven sông, thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong. Theo người nhà, nếu không có gì bất thường, gia đình sẽ tiếp nhận thi thể để tổ chức tang lễ. Trưa 26 tháng 5, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tựa, sinh năm 1972, ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Cách đây 2 ngày, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Sóc Sơn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại đường Núi Đôi, xã Tân Minh. Đến 12 giờ 35 phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng bia rượu. Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,323mg trên lít khí thở. Tuy nhiên, sau khi bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, ông tựa to tiếng và mắng lực lượng chức năng. Nam tài xế còn thẳng tay, tát một cán bộ công an huyện Sóc Sơn. Tổ công tác phải khống chế tài xế và bàn giao cho đội điều tra tổng hợp. Công an huyện Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền. Sáng ngày 6 tháng 5, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết tại tuyến quốc lộ 6, đoạn qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người thương vong. Cụ thể, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5 tháng 5, tài xế N. M. H. sinh năm 1979, trú tại tỉnh Hòa Bình, điều khiển xe đầu kéo mang biên kiểm soát 26C-037. XX lưu thông trên tuyến quốc lộ 6, hướng Sơn La, Hà Nội. Đến km 219 63, xe đầu kéo bất ngờ lao vào quán tạp hóa ven đường của nhà anh PMC. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tại quán tạp hóa đang có nhiều người ngồi uống nước. Vụ tai nạn đã khiến một người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La đã điều động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế NMH, phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế NMH điều khiển xe không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông. Hiện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đang phối hợp cùng công an huyện Yên Châu để điều tra, làm rõ vụ việc. Sáng ngày 5 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm theo thông tin về một chiếc ô tô chở 5 người đi qua một đoạn đèo sâu ở Điện Biên rồi rơi xuống vực ô tô bị bẹp rúm, may mắn cả 5 người trong xe đều may mắn không ai bị thương. Xe chúng tôi lao xuống vách núi sâu gần 70 mét. Chiếc xe biến dạng hoàn toàn và theo như cái nhìn và kinh nghiệm con người thì sẽ không ai sống sót. Nhưng phép màu xảy ra, cả năm thành viên gia đình tôi ra khỏi cái xe bị vỏ nát này mà chỉ bị xây sát phần mềm, không ai bị gãy xương hoặc có vết thương quá nặng. Chào tạm biệt Điện Biên, chúng tôi về với gia đình thân yêu của chúng tôi. Nội dung bài viết đăng tải trên mạng xã hội. Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người đã vào bình luận bày tỏ chia vui với gia đình chủ xe, cho rằng họ thực sự may mắn khi cả gia đình đều thoát nạn dưới vực sâu. Liên quan tới sự việc này, sáng ngày 5 tháng 5, chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 vừa qua. Theo vị chỉ huy, vào thời gian trên, chiếc ô tô 7 chỗ do anh DVD sinh năm 1987 quê Thái Nguyên điều khiển, trên xe chở theo bốn người khác là vợ con của anh này. Vị chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thông tin. Khi chiếc xe đi tới đỉnh dốc Đề Bua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, thì bất ngờ bị lao xuống vực sâu khoảng 60 mét. Chiếc xe bẹp rúm, tuy nhiên cả 5 người trong ô tô đều may mắn không bị sao. Họ tự chui ra khỏi xe và gọi lực lượng chức năng và xe cứu hộ tới. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Trong đó, Ủy ban An toàn Giao thông ghi nhận hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ thứ nhất xảy ra vào đêm 29 tháng 4 tại quốc lộ 2A qua huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ô tô đầu kéo va chạm với xe máy do hai thanh niên đèo nhau khiến hai người trên xe máy tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc 3 giờ 5 phút ngày 30 tháng 4 tại quốc lộ 25 qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ô tô khách của nhà xe Quốc Cường chở theo 38 người, va chạm với ô tô khách của nhà xe Cô Hai chở theo 30 người. Vụ tai nạn là một người chết, 5 người bị thương và 6 người bị xe sát nhẹ. Đều là hành khách của hai nhà xe. Các nạn nhân được đến điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai. Sau đó, 6 người được xuất viện. Theo kết quả điều tra cả hai lái xe không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy, đều có giấy phép lái xe. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 17.095 vi phạm giao thông, phạt hơn 38 tỷ đồng, tước 3.419 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 170 ô tô, 6.566 xe máy và 118 phương tiện khác. Vụ hai xe khách tông nhau ở Gia Lai, một xe chạy quá tốc độ Chiều 30 tháng 4, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh. Tuyến tránh Chư Sê với quốc lộ 25 thuộc huyện thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê làm một người chết, 17 người bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với hai lái xe ghi nhận trong có cồn. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra ma túy đối với hai lái xe. Kết quả kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình bước đầu ghi nhận một xe khách chạy trên 80 km/h trong khi đoạn đường này có tốc độ tối đa 70 km/h. Theo đó, xe khách 51B29489 của nhà xe Cô 2 do lái xe Nguyễn Công Dân có giấy phép lái xe hạng E, FC do so Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp hồi tháng 10 năm 2023 điều khiển. Ô tô hạn đăng kiểm đến ngày mùng 1 tháng 6 năm 2024. Tốc độ thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km/h. Còn xe khách 47B02026 của nhà xe Quốc Cường do so lái xe Đinh Văn Hùng có giấy phép lái xe hạng F do so Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp tháng 6 năm 2021 điều khiển. Xe có hạn đăng kiểm đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Xe này không có dữ liệu giám sát hành trình thời điểm xảy ra tai nạn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 2 phút ngày 30 tháng 4 tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Xê thuộc thị trấn Chư Xê. Xe khách 51B 29489 của nhà xe Cô Hai lưu thông trên đường quốc lộ 25 theo hướng Gia Lai đi Phú Yên. Khi đến ngã tư giao nhau trên, xe này va chạm với xe khách giường nằm 47B 02026 của nhà xe Quốc Cường chạy hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắc. Vụ tai nạn làm bà Phạm Thị Hoàng Oanh, 49 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hành khách đi trên xe cô hai tử vong và 17 người bị thương. Trong đó 11 người bị thương nặng được chuyển viện đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, còn lại 6 người bị thương nhẹ đã xuất viện trong sáng 30 tháng 4. Cùng ngày, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân gia đình nạn nhân. <laughs>